Ngay bây giờ thì những khán giả nào chúng ta đã lỡ bị nghiền món ếch nấu theo phong cách Singapore, chúng ta hãy chú ý nha. Đầu bếp Hoàng Huy đã sẵn sàng để hướng dẫn cho chúng ta cách chế biến. Dạ, em chào anh Hoàng Huy ạ. À, chào Thanh Điền, chào quý vị khán giả thành phố hôm nay. Anh ơi, hôm nay mình vào bếp làm món ếch nấu theo phong cách Singapore. Nhưng mà sao em thấy có cái món cái này là dưa chua kiểu Việt Nam đúng không anh? Mặc dù nó mang hương vị của Singapore thiệt, nhưng mà khi mà anh muốn là cho nó gần gũi với người Việt Nam mình. Ngoài cái món dưa chua thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu nào khác cho món này anh? Nhất là anh có ếch nè, lột da hết ha. Sạch, ngâm với nước muối loãng, dưa cải muối, bột năng, hành tím và tỏi. Đây là nước 7-Up, dầu hào, sa tế, ngò, hành lá, ớt với lại hành tây. Đầu tiên giờ anh làm ếch, còn em bầm giùm anh hành tỏi. Hành vô đây. Dạ. Anh cho một ít xíu dầu vô. Rồi. Ếch như thế này rồi em, nó xém xém cạnh như thế này được rồi ha. Dạ. Đặc biệt là cái ếch này đó em, là em đừng có ướp muối trước, tại vì cái thịt ếch trong lúc mà khi mình giết rồi đó. Dạ. Nó rất là nhanh thấm muối. À. Cho nên mình chỉ ác không vậy thôi, tại mình rửa với nước muối loãng này, ít nhiều nó đã thấm nó rồi. Dạ. Hành nó thơm nữa anh mới cho vô cả muối vô. À, cho món này em chỉ khó ninh chút xíu cho cái dưa cải nó mềm nó chút xíu để ăn nó sẽ thấm ngon hơn ha. Dạ. Em thấy có cái dưa cải là em thấy lạ lạ. Để coi hồi nữa cái vị của nó như thế nào nữa hả? Dạ. Vô lại luôn. Trong lúc nấu đã thấy hấp dẫn rồi. À. Tuyệt vời. Em đổ canh lòng đậu. Đổ nước nước ngọt vô ha. Dạ. Sau đó em bỏ ếch vô đây. Cái nước ngọt này là nó giúp cho ếch nó mau mềm hay sao? Là một phần, thứ hai đó là tạo một cái vị ngọt rất là thanh. Rồi lúc này anh cho hạt nêm vào đây. Anh cho một muỗng rưỡi muỗng đường thôi, tại vì trong nước ngọt đã có đường rồi. Và anh cho ít muối thôi, ít nha. Quý vị nhớ là cho chút xíu muối nha, bởi vì dầu hào nó cũng mặn rồi. Đây, đây là dầu hào ha. Đổ hết đi, này khoảng chừng 2-4 canh. Dạ, 2-4 canh dầu hào ha. Rồi em cứ đu cho nó, cho đến khi mà thịt ếch nó chín, nó sắp nước là được rồi ha. Dạ. À, cuối cùng là em thích ăn cay nhiều phải không? Dạ. Trời, đúng. Nguyên một muỗng luôn, nữa không? Nữa phải không? Dạ. Trời luôn đó. Vậy mới ngon. Lúc nãy anh có chừa lại một miếng nước ngọt đúng không? Em biết để làm gì không? Em thấy anh cầm cái chén bột bắp lên là anh biết rồi. Dạ, anh đổ vô đây, nó sạch sạch nước lại ha. Giờ anh ra món ăn nha. Gắp cái miếng cải đấy, mừng rồi nè. Cái cây cái chua nó lùng bùng lỗ tai luôn á. Đã đấy là em ăn miếng ếch nha. Mà đặc biệt là khi lát em lấy một miếng sốt nữa, nó có khi mà có cái nước ngọt đó, nó sắc xuống rất là ngon. Cái món này
ăn với cháo cũng rất là phù hợp anh hả? Ừ. Em thấy là ừ. ăn với cháo sẽ ngon hơn ăn với cơm. Đúng rồi. Nếu ăn với cháo thì anh khuyên là cái cải chua em cắt nhỏ xíu nữa. Là khi mình bỏ cho cháo mình quyện dễ ăn hơn. Cái món ếch theo phong cách Singapore biến tấu theo kiểu của đầu bếp Hoàng Huy thì mình sẽ đưa vào thực đơn buổi trưa. Mình sẽ ăn với món canh nào là hợp lý anh hả? Theo anh thì anh canh cải ngọt đi, cái thịt mầm và một món ủ qua xào đi. Còn bữa tối thì em đề nghị là chúng ta sẽ ăn rau củ luộc chấm chao, món xíu mại bọc trứng cút sốt cà. Hấp dẫn quá. Món canh anh đề nghị mình ăn món canh gì thì sẽ hợp lý anh nhỉ? Em ăn canh tần ô là ngon nhất. Rồi. Hy vọng rằng là quý vị khán giả chúng ta sẽ thành công khi mà thử sức mình ở nhà với món ếch theo phong cách Singapore biến tấu theo kiểu của đầu bếp Hoàng Huy. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn chương trình.